Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một điều rất là thú vị và bổ ích trong trường tiểu học áp dụng cho tất cả các em học sinh. Các bạn cùng đi với mình để tìm hiểu xem cái điều đó là điều gì mà đã làm cho cả thế giới phải thán phục cái điều này. Các bạn cùng đi với mình nhá. Hôm nay cũng là ngày đi đổ rác các bạn ạ. Mọi người mang rác sinh hoạt trong gia đình mang ra đây vứt thì gồm có những cái lon nước này, chai nước này. Đây là bỏ ra phân loại theo đúng cái khay mà đã quy định rồi. Ai không biết thì phải hỏi. Nó cũng đơn giản thôi. Cái này ở bên Việt Nam mình thì nó cũng có các cái thùng để rồi, nhưng quan trọng nhất là cái ý thức của mỗi người các bạn ạ. Các bạn xem họ ấy phân loại nhìn có sạch sẽ không, nhìn quá chỉnh chu luôn các bạn. Lúc nữa là xe rác ấy cứ vậy nên nhặt từng khay một đổ vào xe thôi để đi tái chế. Nó làm cho đất nước Nhật đi nó đỡ phần nào về tài nguyên thiên nhiên. Các bạn nhìn này, sạch sẽ không? Quá sạch luôn. Bây giờ đã đến giờ các em đi học rồi các bạn ạ. Đây là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Các bạn nhìn thấy đi đầu ấy là có một bạn cầm một chiếc cờ đó, dẫn các bạn phía sau đi theo đúng phía đường đã quy định. Các bạn ấy có lẽ rằng sẽ tập trung một cái nhà bạn nào đó xong rồi bắt đầu mới đi đến trường các bạn. Đây là điều mà đúng hệt như mình ngày xưa cách đây hơn 20 năm trước các bạn. Đó. Các bạn nhìn đi có chuẩn chỉ không? Theo hàng theo nối rất là ngăn nắp luôn đấy. Nhìn các em đi học mà mình thấy có cái điều gì đó ngưỡng mộ. Các em không được bố mẹ chở đi làm bát phở hay là làm bát bún hay là bánh mì ba tê trước cổng trường, không có chuyện đấy. Các em ăn cơm ở nhà được bố mẹ chuẩn bị cho rồi. Đấy, sau đó bắt đầu tự mình đi đến trường. Các bạn xem các em đi có đáng để học hỏi không, không các bạn? Rất là tuyệt vời là có những cái bác tình nguyện viên đấy, bác ấy cùng hướng dẫn cho các em đi cùng với các em ấy để cho an toàn đấy. Để những cái điểm nút giao thông ấy, cái nút giao nhau ấy thì là có các cái chốt ở đấy thì rất là hay cái điều đó các bạn ạ. Đây chính là ngôi trường mà các em vừa rồi mình giới thiệu sẽ học ở đây. Ngôi trường này cách nhà các em mới tầm khoảng hơn 2 cây các bạn ạ. Đó, mình phóng xe mình đi trước đó, trời có một chút mưa. Các bạn xem sân vận động các cái có đầy đủ các bạn nhé. Thì ở bên Nhật Bản này thì học phí là không phải mất các bạn ạ. Và từ lớp 1 đến lớp 9 ý, là các em không phải lưu ban gì cả, không phải đúp ấy các bạn. Nên là không phải lo lắng cái điều đó. Không có các kỳ thi căng thẳng, chỉ có bài kiểm tra đơn giản thôi và cô giáo sẽ đánh giá xem là giỏi tốt và các em cần cố gắng. Nó đơn giản như thế thôi các bạn ạ. Đó. Còn chắc là có ăn trưa thì các em sẽ mất tiền. Theo như mình được biết là như vậy. Vừa rồi mình cũng đã giới thiệu với các bạn một điều rất là nhỏ trong cái hệ thống giáo dục
tiểu học của Nhật Bản để các bạn hình dung ra được một chút ít về cái kiểu giáo dục của bên Nhật Bản các bạn nhé. Tuy nó đơn giản thôi, bắt các em tiểu học phải đến trường bằng đi bộ, nó làm cho các em ấy, một cái gì đó nó tự lập ngay từ còn sớm, từ còn nhỏ. Và khi mà các em đã đi được học rồi, đi bộ được rồi thì các em tự về nhà được đúng không? Các em tự lo cho bản thân đến trường. Đó, nó là như vậy các bạn ạ. Để được như thế này á thì phải có hệ thống giao thông tốt, nhiều xe máy đi khiếp nào, nó chứ ai cũng vậy thôi, nó nắng. Nhưng mà bên Nhật Bản là hệ thống giao thông rất là tốt các bạn. Thêm tí nữa là xã hội người ta ủng hộ cái điều này. Những cái cụ già tình nguyện viên dẫn các em đến trường cho nó an toàn. Đây là điều mà cả thế giới người ta công nhận rằng Nhật Bản giáo dục cái điều này là tốt, chứ không phải là điều mà ép buộc các em vất vả cả. Nó chứ bố mẹ sinh con sinh gái ra cho chúng nó đi học sợ chứ, đi học rồi là có đi đến trường ăn hoi không, đi có an toàn không, sợ chứ, bản thân mình sợ chứ. Nên là cái điều này mình mong muốn rằng nhân rộng trên toàn thế giới các bạn ạ, chứ không riêng gì Nhật Bản. Nhật Bản người ta làm từ lâu rồi đấy, rất là lâu rồi đấy, chứ không phải là bây giờ người ta mới làm cái điều này. Mình cũng chia sẻ một chút ít cho các bạn hiểu được cái một chút về giáo dục thôi, chứ không phải là nhiều nhiều cái giáo dục của Nhật Bản nó rộng lắm. Đây là mình chút ít về cái tiểu học, hàng ngày mình đi làm qua đây mình gặp các em cấp 1 đi bộ cùng với mình đi bộ đi học, mình đi xe đạp các bạn ạ. Mình thì thấy cái điều đó rất là hay, mình chia sẻ với các bạn. Video của mình cũng đến đây là hết. Các bạn thấy hay và thú vị hãy cho mình lượt like và lượt chia sẻ để mình có động lực đi quay các video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.